Xin chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin thể thao trong nước của Love Sport ngày 4 tháng 3. U20 Việt Nam quyết lấy ngôi đầu bảng B vòng chung kết U20 châu Á. Đội tuyển nữ Việt Nam chiến thắng giải thưởng Fair Play 2022. Sài Gòn FC không dự giải hạng nhất 2023 là những thông tin đáng chú ý trong bản tin ngày hôm nay. U20 Việt Nam quyết lấy ngôi đầu bảng B vòng chung kết U20 châu Á. Ở trận đấu đầu tiên vòng chung kết U20 châu Á 2023, U20 Việt Nam đã xuất sắc đánh bại ứng cử viên vô địch là Australia với tỷ số 1-0. Người ghi bàn duy nhất của trận đấu là Nguyễn Quốc Việt với một cú sút xa uy lực. Trong khi đó, đối thủ của U20 Việt Nam ở lượt trận thứ hai là Qatar đã phải nhận một trận thua muối mặt trong ngày ra quân trước Iran. Kết quả trên là điều đã được dự đoán khi Iran sở hữu một lực lượng đồng đều và giàu sức mạnh hơn Qatar. Trước trận gặp U20 Qatar, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã đặt ra mục tiêu chiến thắng cho U20 Việt Nam. Ông nói: "U20 Việt Nam đã chơi xuất sắc trước Australia. Tôi cảm ơn các cầu thủ vì đã thi đấu kỷ luật và dũng cảm. Chúng tôi biết mình sắp phải đối đầu với một đối thủ mạnh như U20 Qatar. Chúng tôi cần phải thể hiện phong độ cao để đảm bảo ngôi đầu bảng sau khi trận đấu kết thúc. Tôi rất hài lòng về màn trình diễn trước Australia. Sự kỷ luật, đặc biệt là ở hàng thủ, đã được các học trò đảm bảo tốt. Australia đã không thể xuyên phá hệ thống phòng ngự của chúng tôi. Tôi hy vọng điểm tích cực vẫn sẽ được tiếp diễn ở trận gặp U20 Qatar." Trận đấu giữa U20 Việt Nam và U20 Qatar sẽ diễn ra vào lúc 21 giờ tối nay theo giờ Việt Nam. Đội tuyển nữ Việt Nam chiến thắng giải thưởng Fair Play 2022. Với tinh thần thi đấu cuột cường vì màu cờ sắc áo để lập kỳ tích đưa bóng đá nữ Việt Nam lần đầu tới World Cup 2023, đội tuyển nữ Việt Nam đã nhận được sự tôn vinh cao nhất cho giải thưởng Fair Play 2022 do báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung xếp thứ nhất với 591 bầu chọn. Đứng thứ hai trong danh sách chiến thắng là bác sĩ Dương Tiến Cần với 457 bầu chọn của đội U23 Việt Nam. Anh được đánh giá là người hùng thầm lặng, chấp nhận ở lại Campuchia chăm sóc các cầu thủ bị nhiễm Covid-19 ở giải đấu tập huấn U23 Đông Nam Á 2022. Trong thời gian đó, vợ bác sĩ Cần sinh con mà không có chồng bên cạnh. Đứng thứ ba trong danh sách là cầu thủ Bảo Đức, 444 bầu chọn của đội U15 Hoàng Anh Gia Lai. Khi phát hiện cầu thủ đối phương bị đau và nằm sân, Bảo Đức có cơ hội đối diện với thủ môn nhưng lại đá bóng ra ngoài để bác sĩ kịp vào sân chăm sóc đồng nghiệp. Xếp thứ tư là nữ tuyển thủ Thùy Trang, 416 bầu chọn, đã tặng áo đấu để tham gia bán đấu giá làm từ thiện giúp người nghèo. Cuối cùng, giải thưởng tôn vinh nhóm cổ động viên Việt Nam Golden Star, 319 bầu chọn, đã vượt đường xa trong những ngày Tết Nhâm Dần 2022 để chuyển lá đại kỳ 3.000m2 kịp ra Hà Nội và có mặt trên sân Mỹ Đình đúng vào ngày mùng 1 Tết, làm chỗ dựa tinh thần cho các tuyển thủ Việt Nam trong chiến thắng 3-1 trước Trung Quốc. Ngoài ra, ban tổ chức cũng đã vinh danh giải thưởng thành tựu trọn đời cho trợ lý Lee Jong-jin, người có nhiều đóng góp và mang tầm ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Trước lịch thi đấu Asian Cup 2023, theo thông báo mới nhất từ phía Hiệp hội bóng đá Qatar, vòng chung kết Asian Cup 2023 sẽ diễn ra từ ngày 12 tháng 1 đến ngày 10 tháng 2 năm 2024, tức ngày mùng 1 Tết ở Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam sớm giành vé góp mặt ở giải đấu này nhờ thành tích lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Lễ bốc thăm chia bảng Asian Cup 2023 được tổ chức vào ngày 11 tháng 5. Việc phân chia nhóm hạt giống sẽ dựa vào các tiêu chí với thứ tự ưu tiên là kết quả vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á và vị trí trên bảng xếp hạng FIFA vào tháng 5 năm 2023 của các đội bóng. Cụ thể, chủ nhà Qatar mặc định là vị trí hạt giống cao nhất. Sau đó, 12 đội bóng tham dự vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á được xếp vào các vị trí tiếp theo. Dựa trên thứ tự là các đội trên bảng xếp hạng FIFA. Do hai nhóm hạt giống đầu tiên chỉ có tổng cộng 12 vị trí, đội có thứ hạng FIFA thấp nhất sẽ bị đẩy sang nhóm hạt giống số 3. Đội tuyển Việt Nam tạm thời xếp ở vị trí 96 thế giới hạng 17 châu Á với 1.228,63 điểm, thấp nhất trong nhóm hạt giống số 2. Xếp ngay sau là đội tuyển Liban có 1.208,47 điểm, đứng thứ 100 thế giới hạng 18 châu Á. Trong loạt trận giao hữu quốc tế tháng 3 năm 2023, đội tuyển Việt Nam không tham dự và chắc chắn không bị trừ điểm. Nếu muốn thay chân Việt Nam nằm trong nhóm hạt giống số 2, Liban phải thắng 3 trận giao hữu trước các đối thủ có thứ hạng cao hơn. Điều này không dễ có thể xảy ra. Sài Gòn FC không tham dự giải hạng nhất 2023. Những nỗ lực của câu lạc bộ Sài Gòn để có thể tham dự giải hạng nhất 2023 đã bất thành vào giờ chót khi không hội đủ các điều kiện để chuyển giao cho đội Lâm Đồng. Trước đó, câu lạc bộ Sài Gòn đã lên kế hoạch chuyển giao suất đá hạng nhất cho đội Lâm Đồng. Đội vẫn tiếp tục mang tên câu lạc bộ Sài Gòn nhưng sẽ thi đấu trên sân Đà Lạt ở giải hạng nhất năm 2023. Tuy nhiên, lộ trình chuyển giao trong thời gian qua cũng gặp một số khó khăn từ việc đội bóng này mang tên địa phương khác nhưng lại thi đấu tại Lâm Đồng, gặp sự không hài lòng từ người hâm mộ tỉnh nhà. Câu lạc bộ Sài Gòn cũng đã thanh lý hầu hết các cầu thủ nên cũng không đủ 11 cầu thủ chuyển giao như theo điều lệ. Ngoài ra còn có nguyên nhân khác đến từ chính ban lãnh đạo hiện tại của câu lạc bộ Sài Gòn. Chính vì nhiều thứ còn ngổn ngang khi mùa giải hạng nhất 2023 gần khởi tranh, vì thế câu lạc bộ Sài Gòn chính thức dừng bước. Một lãnh đạo công ty VPF cũng đã xác nhận vấn đề này và giải hạng nhất 2023 vẫn khởi tranh đúng tiến độ vào ngày 7 tháng 4, nhưng chỉ còn 10 đội sau khi Cần Thơ và Sài Gòn rút lui. Cả hai sẽ phải thi đấu từ giải hạng 3 quốc gia năm 2024. Cũng từ việc câu lạc bộ Sài Gòn rút lui, công ty VPF sẽ tổ chức bốc thăm giải hạng nhất và vòng loại của cúp quốc gia 2023. Trên đây là những tin tức đáng chú ý trong bản tin thể thao trong nước ngày 4 tháng 3.
Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Đừng quên bấm subscribe để không bỏ lỡ các bản tin hàng ngày của Love Sport. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bản tin ngày mai.